À, mình sẽ trả lời một chút các câu hỏi nhé. Nào, chúng ta đến phần speaking nào. Ok. So what is your favorite food? Onion. What is your favorite Donut and chicken. Okay, chỗ này là chicken. Very good. So what do you eat for breakfast? What do you eat for breakfast? Is a fish and tomato. Okay, very good. So where do you have lunch? Where do you have lunch? Cucumber in. Where do you lunch? Con ăn ở đâu? Home. At home, được chưa? Okay. Oh. Tell me about your favorite drinks. Tell me about your favorite drinks. Your favorite drinks. Đồ uống yêu thích của con là gì? Orange juice. Orange juice. Okay, so why do you like orange juice? Why? Because why? Tại sao con lại thích nước cam? Because it's delicious, right? Vì nó rất là ngon. It's very water, sorry, mouth watery. Rất là ngon, đúng không? Ok, sao nó lại bị mất màn hình rồi? Tiếp tục này. Ok. Now, in the third slide, which picture is different? Ở cái dòng đầu tiên thì bức ảnh nào là bức ảnh khác biệt hả con? Ok, why? Tại sao? Because Banana in orange is vegetable. chính xác, ok, nhưng mà nhầm mất rồi. Ở đây nhá, banana này, pineapple and orange are, phải là a chứ, đúng không? Là, đây số nhiều thì phải là a. Không phải vegetable là rau củ quả con ạ. Còn đây là quả, hoa quả thì nó fruit nhá, được chưa? Ok, được rồi, next. Sell the second line, dòng số 2 thì sao, cái nào khác biệt? Monkey Monkey, so why? Tại sao? plant and bird in Bởi vì là các cái còn lại thì có thể bay đúng không? Because the other can fly and monkey cannot fly. Được chưa? Ok, được rồi. Ok, được rồi. Hôm nay An Nhiên vào học chậm mất 5 phút nhưng mà 4 rưỡi hồi bạn học, thế nên là hôm sau cô sẽ dạy bù 5 phút cho An Nhiên nhá. Được không? Cố gắng hôm sau vào học đúng giờ nha. Ok. Ok, so it is the end of the lesson today. So goodbye, see you next time. Goodbye. Goodbye, con.